Hello các chị em, lại là Ten Ten đây. Như thường lệ mình lại mở hộp review cho mọi người xem những sản phẩm thông dụng. Và lần này là hai chiếc quần cộc mua tại shop My Anh Boutique. Shop này mình đã làm một clip review vài sản phẩm thời trang. Lần đó họ gửi nhầm cho mình một bộ quần áo như rẻ lao với giá 280.000 đồng. Và lần này mình hy vọng chất lượng sản phẩm tốt hơn, không xảy ra sai sót nữa. Bộ sản phẩm của chúng ta gồm có một cái quần đũi giá 170.000 đồng và một chiếc quần vải cộc giá 280.000 đồng. Phí ship từ Hà Nội cho đoạn đường 80 cây số là 28.000 đồng. Tổng chi phí cho bộ sản phẩm là 478.000 đồng. Mở hàng ra xem thì mình có đánh giá thế này. Cái quần vải có chất lượng rất tốt, chất vải dày, mịn, đường may thẳng tắp. Hai quần vải đều màu đen thiết kế giống nhau, khó phân biệt, nhưng cái nào chị em xem video thấy vải dày hơn, mịn hơn, cúc to chính là cái quần vải có giá 280.000. Có lẽ là do shop hết chỗ để, phải để dưới nền nhà, nên cái cúc nó hơi xuất chút. Còn cái quần đũi có chất vải mỏng, nhìn nó thô, nhăn và bụi hơn chút. Cái quần này thì có giá 170.000 đồng. Chất vải này thì mặc khá mát cho mùa hè, chất lượng thì mình thấy cũng khá tốt, nhưng cái giá thì khá gắt cho hai cái quần cộc. Do video được quay trong phòng thiếu ánh sáng nên có lẽ sẽ khá nhỡ, chị em xem video thông cảm, mình sẽ khắc phục vấn đề quay video thiếu sáng trong những lần tới.